quân đội Ukraine bắn hạ 13 chiến đấu cơ Nga trong 2 tuần, gây ra một trong những tổn thất cao nhất cho không quân Nga từ đầu cuộc xung đột. Giới phân tích quân sự chỉ ra những nguyên nhân Ukraine có thể bắn hạ hàng loạt chiến đấu cơ Nga. Những thông tin đáng chú ý sẽ có trong phần tin ngay sau đây. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, trong nửa tháng trở lại đây, quân đội Ukraine được cho là đã bắn hạ 13 chiến đấu cơ của Liên bang Nga, gây ra một trong những tổn thất cao nhất cho không quân Nga kể từ khi nước này phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Vậy đâu là nguyên nhân? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông tin chi tiết ngay sau đây. Tờ Kyiv Independent cho biết, danh sách chiến đấu cơ của Nga bị bắn hạ bao gồm 10 chiếc máy bay ném bom Su-34, 2 máy bay chiến đấu Su-35 và một máy bay cảnh báo sớm A-50. Trong đó, 3 chiếc Su-34 cuối cùng được cho là đã bị bắn hạ chỉ trong một ngày ở chiến trường miền đông Ukraine. Ngoài ra, vào cuối tháng 1, không quân Ukraine còn thông báo bắn hạ một máy bay cảnh báo sớm A-50 khác ở vùng trời phía trên biển Azov. Việc chiến đấu cơ bị bắn hạ hàng loạt diễn ra trong bối cảnh các lực lượng Nga đang nỗ lực đẩy mạnh đà tiến công trên chiến trường sau khi quân đội Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược do hạn chế về viện trợ từ các nước phương Tây. Vào ngày 17 tháng 2, đã rút khỏi thành trì Avdiivka và sau đó tiếp tục rút khỏi 3 ngôi làng khác ở tỉnh Donetsk. Theo con số do Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đưa ra mà chưa có sự xác nhận độc lập, thì tới nay, Nga đã mất khoảng 670 máy bay, bao gồm 345 máy bay phản lực và 325 máy bay trực thăng. Hầu hết trong số chúng là bị bắn rơi trong những ngày đầu của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Với thực tế này, vào ngày 27 tháng 2, Tư lệnh Không quân Ukraine, Trung tướng Mykola Oleschuk cho rằng phía Nga nên bắt đầu nghĩ đến việc giảm số lần xuất kích. Vậy, điều gì đã dẫn đến sự gia tăng đột ngột các cuộc tấn công thành công của Ukraine nhằm vào các chiến đấu cơ của Nga trong tháng 2 năm nay? Trong bản tóm tắt mới nhất, Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã vượt qua nỗi sợ hãi khi sử dụng máy bay trực tiếp trên chiến trường và đó là nguyên nhân dẫn tới các cuộc tấn công quyết liệt hơn nhằm vào quân đội Ukraine ở phía đông gần đây. Có sự trợ giúp của không quân, các lực lượng mặt đất của Nga sẽ tự tin hơn, nhưng nó cũng đặt các chiến đấu cơ của Nga trước rủi ro chịu tổn thất nhiều hơn. Bom dẫn đường mà Nga thường xuyên thả từ chiến đấu Su-34 và Su-35 để tấn công các khu định cư ở tiền tuyến vẫn là một trong những loại vũ khí mà Ukraine chưa thể đối phó. Trong khi đó, người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine, ông Yuri Inat, cho biết trên truyền hình quốc gia rằng những ngày này, hàng trăm quả bom như vậy đã được phóng vào các vị trí của Ukraine trong khu vực Avdiivka. Nhưng để thả những quả bom đó, theo nhà phân tích quân sự và đồng sáng lập dự án thông tin kháng chiến, ông Oleksandr Kovalenko, máy bay Nga cần hoạt động trong khoảng cách dưới 100 km so với mục tiêu, thường là 30 đến 40 km, có lúc còn gần hơn. Bay ở độ cao như thế nào, bay ở khoảng cách bao xa với mục tiêu, hoàn toàn phụ thuộc vào việc bom đó được cải tiến ra sao. Vấn đề với Nga, như phát biểu với tờ Kyiv Independent của người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine, ông Yuri Inat, là Ukraine hiện có trong tay công cụ để tiêu diệt các chiến đấu cơ ở khoảng cách khá xa. Tuy nhiên, ông Inat cũng thừa nhận rằng vấn đề quan trọng là Ukraine cần được cung cấp nhiều hệ thống và đạn dược để sử dụng cho các công cụ đó như tên lửa phòng không dẫn đường, bởi hiện nay chúng được sản xuất với tốc độ chậm. Justin Brook, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia có trụ sở tại Anh, nói với đài BBC rằng những tổn thất gần đây của không quân Nga có thể là do Ukraine đang tích cực hơn trong việc đưa các bệ phóng tên lửa phòng không Patriot tới gần tiền tuyến, dù việc này tiềm ẩn những rủi ro nhất định. Không quân Ukraine không bình luận về những tuyên bố như vậy và không rõ quân đội Ukraine đã sử dụng loại vũ khí nào để tiêu diệt hàng loạt chiến đấu cơ của Nga. Nhưng Ukraine có một hệ thống phòng không nhiều lớp, gồm các hệ thống tầm trung như Iris-T, NASAM và các hệ thống tầm xa như Patriot, SAM-T và S-300. Về cơ bản, các hệ thống này được sử dụng để đẩy lùi các cuộc tấn công bằng tên lửa thường xuyên của Nga trên khắp Ukraine và có thể được di chuyển đến gần biên giới hoặc tiền tuyến sau quyết định của lãnh đạo quân sự. Vào tháng 5 năm 2023, hệ thống phòng không Patriot đã tiêu diệt 5 máy bay Nga ở tỉnh Bryan, gồm một chiếc Su-34, một chiếc Su-35, hai chiếc trực thăng Mi-8 MTPR-1 và một chiếc trực thăng Mi-8. Không quân Ukraine đã xác nhận điều này và gọi đó là một chiến dịch tuyệt vời. Thiệt hại đáng giá nhất mà Ukraine gây ra cho Nga là việc bắn hạ máy bay cảnh báo sớm A-50 vào ngày 23 tháng 2 ở nơi cách tiền tuyến khoảng 200 km. Tạp chí Forbes của Mỹ cho rằng vụ bắn hạ này có liên quan tới một hệ thống tên lửa khác có tầm bắn xa hơn.
bởi hệ thống tên lửa phòng không Patriot mà Ukraine nhận được là PAC-2 chỉ có tầm bắn 90 dặm, tức hơn 144 km. Cho nên Ukraine có thể đã sử dụng hệ thống tên lửa phòng không S-200 cổ điển thời chiến tranh lạnh. Nếu đúng, nó cho thấy Ukraine đang quay lại sử dụng dòng tên lửa cổ điển mà Liên Xô từng thiết kế để tiêu diệt các máy bay cỡ lớn và bay chậm. Chính quyền và quân đội Ukraine chưa chính thức xác nhận khả năng hiện đại hóa và sử dụng S-200, loại vũ khí mà quân đội Ukraine đã rút khỏi biên chế vào năm 2013. Nhưng tờ Ukrainska Pravda dẫn nguồn tin từ Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine tiết lộ phòng không Ukraine đã dùng hệ thống phòng không S-200 đời cũ để bắn rơi A-50. Một số tài khoản mạng xã hội cũng nêu khả năng Ukraine đã sử dụng hệ thống S-200 kết hợp với radar điều khiển hỏa lực của tổ hợp S-300 để bắn hạ A-50. Đây là chiếc A-50 thứ hai của Nga bị Ukraine bắn hạ. Chiếc A-50 đầu tiên của Nga bị Ukraine bắn hạ là vào ngày 14 tháng 1 trên biển Azov. Theo Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine, tướng Kirilo Budanov, việc phá hủy hai chiếc A-50 vào năm 2024 khiến Nga thiệt hại khoảng 700 triệu đô la Mỹ. Quan trọng hơn, theo Forbes, không quân Nga được cho là có khoảng 9 máy bay cảnh báo sớm A-50 đang hoạt động. Chúng được tổ chức thành 3 nhóm bay ở phía Nam, phía Đông và phía Bắc, mỗi nhóm gồm 3 chiếc A-50, mục đích là phủ sóng cảm biến trên khắp Ukraine. Việc bắn hạ hai chiếc A-50 đồng nghĩa với việc Ukraine đã loại bỏ 1/3 phạm vi phủ sóng của lực lượng A-50, tạo ra những điểm mù khiến phi công Nga có thể gặp khó khăn trong việc phát hiện tên lửa đang đến gần. Trên thực tế, theo người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine, sau khi chiếc A-50 thứ hai bị phá hủy, phía Nga đã không sử dụng những chiếc máy bay này trong nhiều ngày và điều đó có thể giúp Ukraine bắn hạ máy bay Nga ở tầm xa hơn. Việc bắn hạ nhiều chiến đấu cơ Nga trong 2 tuần qua đã giúp đẩy các máy bay chiến đấu của Nga ra khỏi tiền tuyến và giảm cường độ dội bom của không quân Nga. Ông Yuri Inat nói với tờ Kiev Independent rằng người Nga nhận ra rằng người Ukraine có thứ gì đó để tiêu diệt máy bay của họ, vì vậy họ phải giảm bớt cường độ hoạt động. Theo tuyên bố của quân đội Ukraine, trong 2 tuần qua họ đã bắn hạ tổng cộng 13 máy bay của Nga, gồm 10 chiếc máy bay tiêm kích ném bom Su-34 và 2 máy bay tiêm kích hạng nặng tầm xa Su-35 cùng 1 máy bay cảnh báo sớm A-50. Su-34 được Moscow ca ngợi là biểu tượng của hệ thống chiến đấu hiện đại, hiện đang hoạt động trong các lực lượng vũ trang Nga. Chiếc chiến đấu cơ 2 chỗ ngồi bay với tốc độ gấp 2 lần tốc độ âm thanh này được đánh giá là máy bay ném bom tấn công tiên tiến nhất và được bảo vệ tốt nhất của Moscow, có trị giá lên tới 42 triệu đô la Mỹ. Chiến đấu cơ Su-35 thậm chí còn đắt tiền hơn, trị giá 85 triệu đô la Mỹ mỗi chiếc. Tổn thất tăng đột biến của không quân Nga, một phần có thể được giải thích là do Moscow nỗ lực đẩy mạnh hoạt động tấn công về phía Tây sau khi chiếm được thành trì Avdiivka. Trong bối cảnh đó, các chiến đấu cơ của Nga phải tăng cường hỗ trợ đường không ở tiền tuyến và rơi vào các ổ phục kích của lực lượng phòng không Ukraine. Một giải thích khác đến từ việc quân đội Nga gần đây mất 2 máy bay cảnh báo giới A-50, một chiếc bị bắn hạ hồi tháng 1 và một chiếc bắn hạ hôm 23 tháng 2. Tổn thất này khiến quân đội Nga không thể phủ sóng cảm biến trên khắp Ukraine, tạo ra những điểm mù khiến phi công Nga có thể gặp khó khăn trong việc phát hiện tên lửa. Tuy nhiên, theo nhà sản xuất Sukhoi, cả Su-34 và Su-35 đều được trang bị hệ thống điện tử hàng không tiên tiến nhất, bao gồm radar để tìm mục tiêu trên không và trên mặt đất. Bên cạnh đó, Su-34 và Su-35 còn được trang bị hệ thống tác chiến điện tử, được thiết kế để đánh lừa radar của đối phương và hệ thống thiết bị gây nhiễu, cho nên việc bắn hạ Su-34 và Su-35 không phải là điều dễ dàng. Gần đây nhất, chuyên gia chiến tranh hàng không người Áo Tom Cooper đã đưa ra một giải thích mới. Tuy chưa được xác nhận bởi phía Ukraine, nhưng nó tỏ ra hợp lý trong mắt những chuyên gia quân sự. Trong một bài viết trên blog của mình hôm 29 tháng 2, chuyên gia Cooper gợi ý rằng những mảnh vỡ thu được từ những chiếc Su-34 bị bắn rơi đã giúp các kỹ thuật viên Ukraine và Mỹ tìm ra cách xâm nhập vào hệ thống điện tử phòng thủ bí mật trên chiến đấu cơ của Nga, cũng như giúp Ukraine tiến hành chỉnh sửa các hệ thống phòng không đang vận hành cho phù hợp với việc đối phó. Theo chuyên gia Cooper, cơ quan có nhiều khả năng nhất của Mỹ thực hiện nghiên cứu và phát triển biện pháp đối phó với chiến đấu cơ Nga là Trung tâm Tình báo Hàng không và Vũ trụ Nga, trước đây là Phòng Công nghệ nước ngoài của Không quân Mỹ. Hoạt động nghiên cứu khả thi và phát triển biện pháp đối phó của Ukraine và Mỹ có thể tập trung vào việc xác định thời điểm phi công có thể phát hiện một tên lửa đang bay tới và cách hệ thống tác chiến điện tử trên máy bay có thể xác định tên lửa. Kết quả nghiên cứu có thể giúp radar của Ukraine tạo ra tình huống đánh lừa chiến đấu cơ Nga. Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu có thể tập trung vào việc xác định tần số mà thiết bị cảnh báo radar trên chiến đấu cơ của Nga tìm kiếm các mối đe dọa, sau đó sử dụng tần số khác để tấn công chúng. Các nhà phân tích hàng không quân sự cho biết, việc xâm nhập vào hệ thống phòng thủ điện tử của chiến đấu cơ có thể khiến phi công nghĩ rằng bầu trời xung quanh họ an toàn
vì các thiết bị trên máy bay hiển thị các thông báo cho họ như vậy, nhưng đó lại là thời điểm họ thực sự đang bị nhắm mục tiêu. Theo Kyiv Post, ít nhất khung của hai chiếc Su-34 bị bắn hạ đã rơi vào tay Ukraine, trong đó một chiếc rơi ở khu vực Kharkov. Quân đội Ukraine đã chụp ảnh số đăng ký RF-95070 thường ở đuôi hoặc mũi máy bay và xác định chiếc máy bay này là một phần của đơn vị có trụ sở tại miền trung nước Nga. Kênh Telegram liên kết với Deep State đã công bố các hình ảnh này vào nền tảng chính thức của chính phủ Ukraine. Chiếc Su-34 thứ hai được quân đội Ukraine tìm thấy khi đang tiến vào khu vực Kharkov. Nền tảng thông tin của chính phủ Ukraine đã đưa tin số đăng ký của chiếc Su-34 này là RF-94808 và máy bay do Trung đoàn Hàng không 47 của Nga có trụ sở tại Voronezh vận hành. Tuy chuyên gia Cooper đưa ra giả thiết có sự liên quan tới Trung tâm Tình báo Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Mỹ, nhưng tờ Kyiv Post nói rằng họ không thể xác nhận các thiết bị điện tử trên máy bay còn sót lại sau khi bị bắn rơi, đã được chuyển đến các chuyên gia hàng không của Mỹ để đánh giá và phát triển các biện pháp đối phó. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất được cập nhật liên tục. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!